Tôi tên là Nguyễn Phát Thịnh, hiện tại đang học lớp 7A3. Con ngủ dậy con thấy cha về rồi. Cha ăn xong chút cái cha ọc ra rồi đưa vô bệnh viện thì bác sĩ nói là ngừng thở rồi. Lúc mà mất á là không có tiền luôn á, như là anh chị em đầu này kia cái vận động á lại để lấy cốt của bà Thịnh nữa. Lúc trước thì mình thấy cha chở đi mua và đi học, chở mua sách vở rồi. Cha mới dạy cái này chưa cha mất à. Lúc đó con không tin, tới lúc mà 100 ngày mới tin. Là năm vừa rồi thì ba của Thịnh mất vì Covid. Hiện giờ thì Thịnh là đang sống với mẹ. Tôi tên là Lý Thị Trân, hiện công việc tôi đang làm là đi giúp việc nhà, tháng được 5 triệu, ăn uống gói ghém tháng cũng 5-6 triệu hơn. Bệnh viêm son với lại thoái hóa đốt sống cổ với mỡ máu. Em không có tiền, rồi chỗ em giúp việc nhà người ta cho tiền em đi khám bệnh. Cho Thịnh nó học với lại đi khám bệnh lấy thuốc uống cho mình có sức khỏe để lo cho con. Những lúc đau quá, nhức quá, sợ nói nằm nói với Thịnh đó, mẹ chỉ sợ là mẹ không có đủ sức khỏe để mà sống mà lo cho con. Mẹ tội con, giờ không có ai để lo cho con. Nói thôi mẹ đừng nói vậy, để mai mốt con gán học rồi con làm con lo cho mẹ, đi trị bệnh cho mẹ. Mẹ sống với con có hai mẹ con rồi. Mẹ đừng nói, con sợ lắm.